quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Ngọc Trinh bất ngờ bán bất động sản, đầu tư khủng cho kênh YouTube riêng. Thông tin Ngọc Trinh bất ngờ đăng đàn rao bán bất động sản để đầu tư khủng cho kênh YouTube đập hợp khiến người hâm mộ rần rần. Được biết đến là đại gia có tiếng trong showbiz Việt, Ngọc Trinh luôn khiến người hâm mộ trầm trồ vì khối tài sản cực khủng, đặc biệt là căn biệt thự mới được hoàn thiện cách đây không lâu với giá trị hàng triệu đô của người đẹp gốc Trà Vinh, càng làm cho cộng đồng mạng thêm xuýt xoa. Từ một cô gái thôn quê, hiện tại Ngọc Trinh đã dần khẳng định được vị trí của mình trong lòng công chúng khi sở hữu khối tài sản mà nhiều cô gái ao ước ở độ tuổi còn quá trẻ. Mới đây, thông tin được chính Ngọc Trinh đăng tải bán bất động sản trên các diễn đàn khiến cho người hâm mộ xôn xao. Được biết người đẹp bán căn nhà này với mục đích sẽ có dự án đầu tư khủng để phát triển cho kênh YouTube riêng, bán nhà Hà Nội gom tiền đặt hàng cho kênh. Ngọc Trinh chia sẻ, trước đó không lâu nữ hoàng nội y cũng bất ngờ khi đăng đàn bán xế hộp, khiến cho cộng đồng mạng phải đặt ra nghi vấn, không biết vì lý do gì mà Ngọc Trinh liên tục rao bán con cưng của mình như vậy. Ngọc Trinh rao bán căn nhà tiền tỷ tại Hà Nội, nội thất bên trong đầy sang trọng của căn nhà Ngọc Trinh rao bán là người khởi xướng cho trào lưu đập hợp. Trên kênh YouTube, Ngọc Trinh khiến fan trầm trồ trước sở thích xa xỉ của mình. Tuy nhiên, trong suốt khoảng thời gian gần đây, trên kênh YouTube riêng của chân dài này không có thêm bất kỳ clip nào mới. Và có lẽ lần này chính là dịp để Ngọc Trinh tập trung và đầu tư hơn nữa. Có thể thấy rằng lần này, gà nhà Vũ Khắc Tiệp đã ấp ủ dự án có tầm cỡ, hứa hẹn sẽ khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ với những màn khui đồ hiệu mỗi tay. Ngọc Trinh là mỹ nhân không ngại chi tiền tỷ để thỏa mãn thú vui vô cùng xa xỉ. Không biết những dự án tiếp theo của Ngọc Trinh sẽ như thế nào, tiếp tục phát triển kênh riêng theo cách đập hợp hay sẽ chuyển hướng sang một thể loại mới lạ hơn. Ở thời điểm hiện tại, mọi đồn đoán vẫn chưa được chân dài tiết lộ. Sở hữu nhiều xế hộp hạng sang, căn biệt thự có giá trị triệu đô là nơi Ngọc Trinh cùng gia đình mình sinh sống.